từ sáng đến bây giờ thời gian đặt lên một ngày mà toàn thể quý vị thân thương ít vẫn còn có mặt để chung vui cùng tôi. Thật là một điều cũng có một tình thương quý giá. Chúng tôi nguyện khắc mãi trong tâm tưởng và mong sao sẽ có một dịp nào hồi đáp một cách thật là xứng đáng. Như vậy giờ đây, mặc dù trong mấy tháng qua tôi đã bị mang bệnh, do đó bác sĩ nói tôi sức khỏe rất suy kiệt. Tuy nhiên, với lòng tôn kính nghề nghiệp thánh tổ nên con xin được phép dâng lên mẹ Chúa Trời Phật thánh thần, tam vị thánh tổ, thập vị tổ sư, thập vị lãnh bà, vị thần, chư vị sư phụ, các đức ân sư và tất cả các đấng thánh thần đã từng nhớ ơn hộ độ con trong lúc con hành nghề, và những bạn con hành nghề đều là các vị trợ che để nền văn học nghệ thuật nhà vẫn còn mãi tồn tại cho đến ngày nay. Và con ước mong sao sự tồn tại này sẽ nguyên trường vĩnh cửu. Mẹ lo sống chiều
đầu như phút vui ngày ông. Bài ca đồng cổ mà tôi đã mạo muội được tự mình đặt ra ý nghĩa cao rộng của bảy lần đại trường âm thanh, có nghĩa là bài ca đồng cổ này các bạn hãy nghe lại xem, dù là bản tâm nhạc cái điệu nhạc của người Mỹ da đen, dù là một điệu nhạc nào của một xứ nào đi chăng nữa, vẫn có thể áp dụng vào dân tộc để biểu hiện được ý tình của người muốn nói gì về câu chuyện mình muốn nói. Và nhờ đó mà bản dòng cổ được mang tên là Đại Trường Âm Thanh. Mẹ ơi, con xin im trang kinh cẩn thảo con xin im trang kinh cẩn thảo đôi
khỏe. Cũng nhân đây kính chúc cho nghệ sĩ Minh Cảnh và tất cả các anh em nghệ sĩ có mặt trong buổi lễ giỗ tổ ngày hôm nay có thật nhiều sức khỏe, cũng như được hồng ân của tổ nghiệp mang cho tất cả các anh em nghệ sĩ ngày hôm nay luôn có thật nhiều sức khỏe và đắc xô nha quý lễ. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị nghệ sĩ rất là nhiều. Cảm ơn anh nghệ sĩ Đình Thuận. Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì chắc có lẽ là chương trình của chúng ta còn... Kính thưa quý vị, và hôm nay... thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự được đón chào sự hiện diện của anh Đinh Quang Dũng, là cảnh sát, ứng cử viên cảnh sát trưởng, cũng đến chung vui và happy birthday sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật của nhà báo Bạch Cúc. Và chúng tôi cũng trân trọng kính mời anh bước lên đây ạ. Quý vị dành một tràng pháo tay cho anh được không ạ? Rất là vinh dự ngày hôm nay chúng tôi có rất là nhiều khách quý để đến đây cùng chung vui với tất cả các anh chị em nghệ sĩ. Dạ vâng, con xin kính chào tất cả quý vị, quý cô chú, quý bác, anh chị. Trước hết là con xin chúc mừng quý vị cho cái ngày này của vô tổ của quý vị ngành sân khấu đúng không ạ? Và sau đó là con cũng kính chúc cô Cúc một cái ngày sinh nhật thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô là luôn luôn đóng góp cho quý đồng hương chúng ta trong phố Houston qua những tạp chí thời báo trong suốt thời gian qua. Xin tự giới thiệu là con là Đinh Quang Dũng, cảnh sát của hạt Hells County, đã phục vụ trong cộng đồng Houston Hells County được 26 năm nay. Thì năm nay, năm 2024 sắp tới là con sẽ ra tranh cử cho chức vị cảnh sát trưởng của quận hạt Hells County. Cái lần tranh cử này con không có nhấn mạnh, không có chú tâm về cái vấn đề đảng phái, mà con chú tâm về ba điều duy nhất mà thôi. Thứ nhất là cái an toàn của cộng đồng mình. Cái thứ hai là con sẽ khi bước vào văn phòng cảnh sát trưởng rồi, con sẽ có một văn phòng đại diện của cảnh sát của ngành Harris County ngay khu vực Bel Air đây, để giúp cho đồng hương của chúng ta. Và một cái điểm son mà chưa bao giờ có được là khi mà bước chân vào văn phòng cảnh sát trưởng rồi, thành phố Houston của chúng ta sẽ có một người cảnh sát trưởng đầu tiên người Việt do người dân bầu chọn lên trên mà cái này là trên toàn nước Mỹ mình chưa có. Thì 2024 này thành phố Houston mình sẽ có người cảnh sát trưởng Việt Nam đầu tiên do người dân bầu chọn, là con dân của thành phố Houston chúng ta. Con rất mong là quý cô bác anh chị em sẽ ủng hộ con trong cái cuộc bầu cử này để cùng nhau mình tạo lịch sử cho thành phố Houston chúng ta. Con cảm ơn rất nhiều ạ. Xin được giới thiệu đến quý vị trích đoạn cải lương Người Tình Trên Chiến Trận với phần biểu diễn của hai nghệ sĩ Lưu Thanh Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm. Xin quý vị dành một tràng pháo tay. Bao giờ
còn nghe thương thương nhớ nhớ xa vời. Trời ơi, để mình yêu.
gần gũi tâm trang mà như vậy đi quan sang tình trong tình nên tình đành tuyệt chồng mộng mây quần hoài tai trong gió lòng như lòng em đang rối mờ tơ nhưng điều ơi nhiều nay anh bỗng nhiên lo sợ như nắng mắt ngàn sao bao la ban sao ơi,
chiều hành trung này qua núi xưa giữa một chiều gió mưa ra hoa hồng biển mơ đời tôi vẫn nhắn trước tình duyên với núi sông yêu màu gợi niềm thiết thương nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đầy đầy vừa rơi rơi trong lòng soạn giả Nguyễn Huỳnh đã sáng tác ra vở tuồng Tướng Cướp Bạch Hải Đường và kế đó là gia đình của Kim Phượng là nghệ sĩ Kim Thoa, nghệ sĩ Ngọc Thi. Đấy. Nhưng Kim Phượng hình như là có duyên với lại cải lương có lẽ hát không ngọt ngào bằng anh Minh Cảnh cho nên phải chuyển qua tân nhạc. Và hôm nay xin chúc tất cả anh em nghệ sĩ, tất cả ai cầm micro đều là nghệ sĩ sẽ luôn khỏe mạnh và sẽ hát mãi, hát luôn hả? Ok, chị xin phép hát một đoạn thôi để nhường lại cho anh em bắt đặt cho chị Tông Lao Thứ, xin lỗi. Thôi, chị còn xin phép được hát vài câu trong bài Cảm ơn cuộc đời, cũng như cảm ơn tất cả những sự thân thương của mình.
cho tôi hạnh phúc. Cuộc đời có nghĩa chi đâu khi ngày mai không còn tiếng hát. Cuộc đời vô nghĩa làm sao khi tim tôi không còn dẫn tiếng nhạc sập sình dưới ánh đèn. Tôi đưa anh về chốn yêu mình, đưa anh về chốn yêu mình, đưa mẹ về ngoài lá đơn xưa, đưa cha về mọi người mến thương. Tôi xin cảm ơn đời đã cho tôi cất cao tiếng hát. Tôi xin cảm ơn người đã cho tôi buồn vui năm tháng. Tôi xin cảm ơn mẹ đã giúp tôi. Với tất cả mà anh chị nghệ sĩ nha quý vị, xin gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Thu, ca khúc Gửi Về Anh và tiếng hát của chị Hồng Minh. Hồng Minh xin kính chào quý vị, chúc quý vị hưởng một ngày giỗ tổ sân khấu thật vui và hạnh phúc. Thank you.
sư ấy cũng thu thẹn câu điệu nhớ chàng. Chàng yêu thích tận tận tan, nghe sao ai dù quá sắc câu ca mù màng. Ai nghĩ sao quê, chân phân niệm dòng sông. Nỗi nhớ trong lòng, câu an vẫn dân ca mù màng. Nghe sao thương quá quá, xa nhắc đến quê nhà. Ngoài lá, lòng thầm mùa mù mén dập dào bao cuốn nhớ thương câu dòng cỏ. Ôi tiếng ta đọc tình, mẹ đây có cách xa quê nhà hay xa xứ, hay xa quê xa xứ nghe đàn dạo sáu câu. Tiếng mang thanh nhiệm đọc tình, trong tim luôn thương nhớ câu điệu buồn quê thương. Tiếng mang thanh nhiệm đọc tình, trong tim luôn thương nhớ câu dòng cô tình quê. Phương Nam quê tôi dạt vào bao thương nhớ, nồng ấm tình quê chàng chưa đậm đà. Cùng ai em đèn trong sông xuôi mấy ngày, ta nước trong màu tím bà ta. Em cây quê thương nhau ngày mưa. Đấy bác.
mong sao mưa thật lâu để cho hy vọng cho tất cả anh chị em trong showbiz ai cũng được nhiều show năm tới và năm tới nữa và tấm nữa Phạm Chi Phượng và tất cả đều nhiều và nhiều sức khỏe. Thành xin cảm ơn rất nhiều.
Để rồi
Thank you.
trời ơi công nhận cho ta một là ban gió tướng chào tướng ra sân quân liệt đã bao lần vậy mà hôm nay đành hô nói quanh mai gạt về thấp đi tình đâu phải chúng ta không giữ trọn nguyện đất trời xưa anh thù kia mấy chí hùng anh ta từng ai cao cả chung đủ hôm nay tha cho lời xó chúng ta nguyện ghi chặt ở trong quyền của cháu nghệ sĩ, ca sĩ và các chị em múa, các
chị em đem xin và các anh chị em chụp hình nè, quay phim nè, được sức khỏe và hạnh phúc, thanh sắc vẹn toàn. Cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Xin được cảm ơn hai nghệ sĩ. Phải nói là tiết mục này á, nó đặc sắc không phải vì nghệ sĩ hát mà ở trang phục. Thưa quý vị thấy trang phục của hai nghệ sĩ có đẹp không quý vị? Một tràng pháo tay cho sự đầu tư của hai nghệ sĩ. Em không kìm được là em phải lên em quay lại. Bởi vì sao? Quá đẹp. Trang phục quá đẹp luôn. Bởi vậy em coi cái tiết mục này mà em nhìn trang phục mà em muốn nổi da gà luôn. Một lần nữa em cảm ơn hai nghệ sĩ rất là nhiều.